khi bước vào phong cách sống tối giản á, thì đầu tiên bạn hãy chọn ra những cái gì mà mình thấy mỗi ngày nhiều nhất và mình hãy thay đổi điều đó. Thì hãy bắt đầu bằng là căn bếp của bạn, là cái tủ quần áo của bạn, là cái giỏ sách của bạn, là cái bàn làm việc của bạn. Nếu được thì mình hãy học cách tối giản những cái việc mình cần phải làm. Thì đó là cái quả táo Pomodoro. 25 phút bạn chỉ tập trung vào một việc và bạn thấy là thời gian để bạn làm việc nè, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Bạn đi tiết kiệm được nhiều tiền nhất khi theo tối giản, đó là tiết kiệm được tiền về shopping. Ngày xưa lúc nào mình cũng thấy mình thiếu hết á, lúc nào cứ một cái trend nào mới ra là mình muốn mua cái đó. Còn bây giờ thì là mình biết mua những cái gì mình thật sự cần, nên mình sẽ làm cho cái tủ quần áo của mình nó còn 70% chỉ còn màu đen, trắng và màu hồng nuôi, 30% còn lại là những cái màu linh tinh khác. Và vì tất cả những quần áo của mình nó đang theo mỗi kiểu rất là basic, thì mình tăng cái khả năng sáng tạo là mình sẽ phối đồ với nhau, nó sẽ ra được rất nhiều set đồ mới, nhưng mà mình không tốn tiền để mua. Trong ăn uống thì cái đồ ăn á, quan trọng nhất là cái chất enzyme nó phải có ở trong đó, chứ nó không phải là từng thành phần trong đó nó mắc tiền bao nhiêu. Thì mình sẽ cố gắng một ngày mình chỉ nấu có một lần thôi, và cái món đó Vani sẽ ăn hai lần trong một ngày. Ví dụ như buổi sáng thì thường mình sẽ hay làm salad, mình luộc các loại rau củ lên và các loại hạt lên, vì nó có rất nhiều chất và dinh dưỡng trong đó, nó có thể thay thế được thịt cá luôn. Thì trong lúc mình luộc các loại rau đó thì mình đặt một cái đồng hồ mà nhắc mình khoảng 10 phút, thì thời điểm đó mình đã vô mình đánh răng, mình thay đồ, sau đó mình đi ra thì nó chỉ khoảng tầm 15 phút là có một bữa ăn sáng rồi. Mình chọn những vật dụng, thứ nhất là nó không có nhiều tiểu tiết. Đa số nó sẽ là những cái mặt phẳng, không có nhiều góc cạnh. Tại vì khi có góc cạnh có nghĩa là bụi nó khả năng nó bám vào rất cao, và mình phải ngồi mình chùi từng ly từng tí như vậy ha. Thu nhập hàng tháng Vani sẽ chia theo kiểu là nguyên tắc 6 chiếc hũ. Thì 55% theo nguyên lý ha, thì nó sẽ cho những nhu cầu thiết yếu ở trong gia đình. 5% thì mình sẽ dành cho đi giúp đỡ lại những cái người khó khăn khác. Và 40% còn lại thì mình sẽ phân chia đều cho bốn cái hũ, đó là phát triển bản thân, tiết kiệm, đầu tư và sức khỏe. Nếu như với những cái bạn trẻ và thu nhập chưa có cao thì Vani khuyến khích các bạn là hãy giảm cái hũ mà nhu cầu thiết yếu 55% xuống tới mức thấp nhất. Vì thực ra khi mình trẻ mình ăn cái gì mình cũng thấy ngon, mình ăn cái gì nó cũng dễ dàng hết. Lúc đó mình còn sức khỏe và còn năng lượng. Bạn hãy dành nhiều tiền để đổ hoàn toàn vào cái hũ phát triển bản, cách đầu tư và thu nhập của bạn nó sẽ tăng lên cấp số rất là nhanh.